Một tiếng nữa là đến nửa đêm, John thông báo khi đang chạy qua phòng khách. Tôi liếc nhìn đến chiếc tủ quần áo nhỏ đang nằm ở phía dưới hành lang. Cánh cửa của nó đã bị gỡ bỏ và được đặt ngay ở bức tường bên cạnh, như mọi khi, và một nhánh cây tầm gửi được treo ở ngay phía trên cửa tủ. Chiếc tủ hoàn toàn trống rỗng và không có bất kỳ nguồn ánh sáng nào ở bên trong cả. Tôi cầm ly nước của mình, lo lắng. Tôi không bao giờ uống đồ có cồn ở những buổi tiệc ngày lễ hàng năm trước đây cả. Thứ mà chúng ta sắp phải chứng kiến trông đã đủ khủng khiếp, kể cả khi ta đang tỉnh táo rồi. Và tôi không thể tưởng tượng được là nó sẽ trông tệ đến mức nào nữa nếu mà tôi say xỉn. Tôi nhìn qua Mel, người mà đang hút một điếu thuốc lá, như cô ấy thường làm vào mọi năm. Tôi không biết là làm thế nào mà cô ấy có thể vượt qua được các sự kiện trong những buổi tối như hôm nay. Nhưng có lẽ là một chút phê pha có thể sẽ giúp cô ấy vượt qua nó dễ dàng hơn. John lại chạy vào phòng khách một lần nữa, dừng lại để quan sát xem là tất cả các cửa sổ đã được đóng lại và những tấm rèm đã được kéo xuống chưa. Anh ấy đi đến chỗ cửa chính, vặn tay nắm cửa rồi thử kéo đẩy nó để chắc chắn là nó đã được khóa chặt trước khi mà anh ấy quay trở lại vào bếp. Phần còn lại trong chúng tôi, Ben, Alma, Mel và tôi đang ngồi đợi trong phòng khách với sự im lặng. Mặc dù chúng tôi đã trải qua việc này mỗi năm trong vòng 3 năm trở lại đây rồi, thì nó cũng không phải là một điều gì mà bạn có thể dễ dàng làm quen. Những điều quái dị mà chúng ta sẽ chứng kiến hôm nay sẽ không giống như năm ngoái hay là năm trước nữa đâu. Nó luôn khác đi vào mỗi năm. Chúng tôi đã được truyền lại hủ tục này từ bố mẹ của mình từ khi mà chúng tôi đủ 18 tuổi. Và kể từ đó, bọn tôi đều chắc chắn là vào mỗi năm, vào dịp năm mới, chúng tôi sẽ tụ tập lại tại nhà của John để có thể giữ tất cả những thứ khủng khiếp thuộc về nghi lễ này tránh xa tất cả những người khác, trong đó có bạn đó. Bia rượu và đồ ăn ở đây chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng tôi khỏi sự kiện chính thôi. Dù thế thì chúng chưa bao giờ có hiệu quả cả. Chúng tôi tập trung vào ngày trước năm mới, vài phút trước nửa đêm, và chúng tôi ở tại nhà của John cho đến quá nửa đêm vào đêm Giáng sinh. Sự kiện này không bao giờ bắt đầu vào một khung giờ cố định nào đó. Vậy nên là chúng tôi đều chắc chắn là tất cả đều ở trong nhà và tất cả các lối thoát đều đã được chặn lại trước khi mà cuộc vui bắt đầu. Tôi dùng từ vui ở đây với một ý nghĩa mỉa mai. Tôi đặt ly nước của mình xuống khi mà Mel đi qua tôi. Cô ấy đi vào nhà vệ sinh để giải quyết trước khi mà sự kiện bắt đầu. Cô ấy quay lại khá nhanh chóng và ngồi bệt xuống chiếc ghế tựa, thở dài. Mel đã luôn luôn khó chịu là chúng tôi phải thực hiện điều này vào mỗi năm. Cô ấy không lo lắng như tất cả bọn tôi và luôn dành những ngày còn lại của cả tháng 12 để than phiền về sự kiện này. John, Ben hét to lên, nó bắt đầu rồi. Tôi quay lại nhìn vào chiếc tủ quần áo kia. Ben đã đúng, nó đang bắt đầu rồi. Và đang đứng ở chỗ cửa tủ, ngay bên dưới chiếc cây tầm gửi, là một sinh vật với nửa trên là con tuần lộc và nửa dưới là của một người nam trần trụi. Nó đứng ở đó, nhìn về phía chúng tôi. Trên đầu nó có một cái lỗ to, nơi mà đáng lẽ ra phải là mắt trái của nó. Như thể nó đã bị bắn xuyên qua đầu vậy, và có máu khô dính đầy khắp khuôn mặt của nó. Sừng trái của nó đã bị gãy một nửa, và tôi có thể thấy những con bọ đang bò xung quanh vết thương trên mặt. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Alma thì thầm. Không ai trả lời cả. Chúng tôi chỉ đứng đó, theo dõi sinh vật kia khi mà nó cũng đang quan sát lại chúng tôi. Nó lùi về phía tủ quần áo vài bước trước khi quay lại và chạy lao về phía chúng tôi bằng cả bốn chi. Tôi đã giật mình, mặc dù sau đó nó đã không thể chạy ra quá xa khỏi chiếc tủ. Tôi nhớ là đã từng hỏi bố mẹ rằng tại sao chúng ta phải khóa tất cả những lối ra vào. Mặc dù đa số những quái vật này không thể tiến xa hơn vài feet khỏi chiếc tủ và nhánh cây tầm gửi, họ đã không cho tôi một câu trả lời cụ thể. Họ chỉ bảo là phải làm thế để không cho những sinh vật đó có thể thoát ra ngoài được thôi. Lạy Chúa! Mel hét lên. Nó vẫn tiếp tục lao đến chúng tôi và liên tục bị đâm sầm vào một rào cản vô hình. Sau đó, như cách mà nó xuất hiện, đột nhiên sinh vật đó biến mất. Không ai hé miệng một tiếng nào cả, nhưng tất cả chúng tôi đều đang quan sát để đợi sinh vật tiếp theo xuất hiện. Lần này, nó có hình dáng của một con người, nhưng có gì đó rất kỳ lạ xảy ra về nó, như mọi lần.
Người đàn ông này đã bị cán mỏng ra, giống với hình dạng của chiếc bánh gừng hình người. Ông ta có những viên kẹo dẻo bị thối rữa nằm dọc trên cơ thể, giống như là những chiếc khuy áo của bánh gừng được khâu vào da của ông ấy. Hai mép miệng của ông ta đã bị kéo về phía sau, bị ghim vào bằng hai vật kim loại, khiến cho ông ta luôn có một nụ cười rộng đến mang tai. Ông ta lao đảo sang hai bên khi mà đang cố để có thể giữ thăng bằng được trên hai bàn chân cán mỏng của mình. Khi mà ông ta đang cố để đi qua cánh cửa, tay ông ta đã bị vướng và ông ta không thể đi qua được. Vậy nên, ông ấy liên tục cố để chạy qua, dùng sức lực của mình cố để ép bản thân qua cánh cửa, cho đến khi có một âm thanh lắc rắc kêu lên và hai cánh tay của ông ta bị bẻ về phía sau. Ông ta cuối cùng cũng có thể đi qua được cánh cửa, đi xa hơn được sinh vật ban nãy một chút và vẫn tiếp tục để khập khiễng về phía chúng tôi. Chết tiệt, Ben nói, rồi sau đó nhảy về phía sau của chiếc ghế tựa để ẩn nấp. Tôi lùi lại vài bước khi mà sinh vật này vẫn tiếp tục tiến về phía chúng tôi vào phòng khách. Đột nhiên, có một nhánh cây đâm xuyên qua ngực của ông ta từ đằng sau và sinh vật ấy đã bị lôi lại về phía chiếc tủ một cách bạo lực, nơi mà nó đã biến mất. Sau đó, có cả chục những nhánh cây tương tự len lỏi vào trong căn phòng, trườn ở trên sàn nhà, leo lên những bức tường và dần bám lấy hết cả ngôi nhà. Những cánh cây này được bao phủ bởi những chiếc lá thông sắc nhọn nhất mà tôi từng thấy, với vài những đồ vật trang trí ngẫu nhiên được treo ở trên đó. Tôi nhảy lên một cái ghế khi mà những cành cây đang dần chui xuống sàn nhà, và những người khác cũng làm theo tôi khi họ thấy những cành cây đâm lên chồi xuống khỏi những tấm ván sàn nhà. Đột nhiên, Alma hét toáng lên. Tôi quay ra nhìn cô ấy, một vài cành cây đã quấn quanh cái chân ghế mà cô ấy đang đứng lên. Và cùng với chiếc ghế, cô ấy đang bị kéo về phía chiếc tủ. John đã cố để có thể giúp Alma khi mà cô ấy bị kéo đi qua mặt anh. Nhưng những cành cây bắt đầu uốn lượn và tạo nên một lớp lá chắn xung quanh cô ấy, nhốt Alma ở bên trong. Cô ấy vẫn tiếp tục la hét, trong khi tôi đang cố tìm mọi cách để có thể giúp mà không bị chạm vào những cành cây này. Nhưng việc này có vẻ bất khả thi. Nó kiểu như là những cành cây này có ý thức riêng của nó vậy, và nó sẽ đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thể nào mà lại gần Alma được. Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn khi mà cô ấy bị lôi vào trong chiếc tủ cùng với cái ghế, trước khi mà tất cả các cành cây cũng bắt đầu rút theo sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng chưa bao giờ bắt bất kỳ ai trong chúng ta trước đây mà, Ben nói. Không ai phản ứng cả khi mà chúng tôi vẫn đang đứng nhìn về phía chiếc tủ. Bỗng dưng, Alma nhảy được ra ngoài và bắt đầu chạy. Nhưng cô ấy đã bị tóm lại ngay sau khi chạy ra xa được chiếc tủ vài feet. Gì vậy? Cô ấy hét lên trong hoảng loạn. Để tao đi. John nhảy xuống khỏi chiếc bàn và chạy đến, cố gắng giúp đỡ, tóm lấy tay của Alma và gắng sức để có thể kéo cô ấy ra xa khỏi chiếc tủ. Nhưng anh ấy không thể. Đừng bỏ tôi ở đây. Làm ơn, cứu tôi với. Alma cầu xin trong nước mắt. Ben chạy đến và cố gắng để giúp John. Nhưng có thứ gì đó đang tóm lấy Alma từ đằng sau và ngăn chặn việc trốn thoát của cô ấy. Ow! Cô ấy hét toáng lên. Tôi chạy tới cùng với Mel. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Tôi không biết nữa. Chúng tôi đang kéo quá mạnh chăng? John hỏi Alma. Ow! Alma hét lên một lần nữa, to hơn. Alma, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Nó đau quá. Cô ấy la hét trong khi ngã khuỵu xuống đất. Chúng tôi chứng kiến cô ấy tiếp tục la hét trong sự đau đớn. Và rồi bọn tôi nhận ra rằng chuyện gì đang xảy ra. Da của cô ấy đang bị lột ra theo từng mảng lớn. Bắp chân của Alma đã bị lộ ra ngoài khi mà da cô ta bị lột từ đằng sau ra đằng trước, cho đến khi tất cả, kể cả mặt của cô ấy, đã bị lột ra hoàn toàn. Alma vẫn tiếp tục la hét kể cả khi da của cô ấy đã bị lột toàn bộ. Làn da của cô ấy bắt đầu bò về phía chúng tôi, trong khi cô ta gào thét và khóc lóc. Và mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý về lý do tại sao bố mẹ của John bảo anh ta phải tìm một nơi vắng vẻ để có thể tổ chức bữa tiệc. Chúng tôi bắt đầu lùi lại khi da cô ấy đang dần bò đến. Tôi sớm nhận ra rằng thực ra là nó đang tiến đến chỗ của John. Và khi anh ta đã lùi đến mức lưng chạm tường, nó vẫn tiếp tục bò đến và leo lên cơ thể anh ấy. Tại thời điểm này thì Alma đã ngừng gào thét rồi. Tôi quay ra đúng lúc khi cơ thể ngất lịm của cô ấy đang bị kéo trở lại vào bên trong chiếc tủ. Có vẻ như cô ấy đã chết rồi. Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Những thứ này chưa từng xảy ra với chúng tôi.
Không phải đến mức như này. Thường thì có người sẽ chỉ bị một vài vết thương ngoài da thôi. Hôm nay, một người đã chết. Tôi hít một hơi sâu khi cố trấn tĩnh bản thân lại, cố gắng để không hét lên vì hoảng sợ và mở cửa thoát ra khỏi đây. Tôi biết là tôi không thể để tất cả những thứ này thoát ra khỏi thế giới bên ngoài được. Tôi quay ra nhìn John khi mà da của Alma bắt đầu quấn quanh thân của anh ta và siết chặt lại, tạo thành một chiếc áo da người xung quanh anh ta. John bịt miệng trong sự ghê tởm khi mà tôi cố quay đi, cố gắng để không nôn ra sàn. John bắt đầu hoảng loạn và cố gắng để bóc những tấm da ra khỏi người mình. Mỗi lần mà anh ta lôi ra được một mảng thì tấm da đó sẽ bị chảy máu trước khi mà cả cơ thể anh ta bị phủ trong máu tươi. Anh ta bắt đầu khóc, cào cấu vào da của Alma, cố gắng tuyệt vọng để có thể bóc hết chúng ra. Cuối cùng, khi mà đã gỡ được da hết, John đào chúng sang một bên và chạy vào nhà bếp. Tôi nghe thấy tiếng vò nước mở lên trong khi anh ta vẫn khóc lóc. Ôi chú ơi! Tôi quay ra khi nghe thấy tiếng Ben kêu lên, rồi nhìn thấy những yêu tinh nhỏ bước ra từ chiếc tủ. Họ mặc những trang phục xanh lá cây thường thấy, nhưng cơ thể của họ thì hoàn toàn bị biến dạng với những cái đầu, cánh tay, cánh chân, kích thước khác nhau và không ăn nhập. Chúng tôi đứng quan sát khi họ tiến đến chỗ những mảng da của Alma. Họ bắt đầu bốc chúng lên, xé ra bằng hàm răng sắc nhọn của mình và ăn sạch cho đến khi chẳng còn gì cả. Rồi họ cúi người sát xuống sàn nhà và liếm sạch những dòng máu còn sót lại trước khi quay trở lại vào chiếc tủ. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là đến nửa đêm rồi, Ben nói, phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Cậu nghĩ rằng nó đã kết thúc rồi chứ? Tôi hỏi. Không, Mel nói. Tôi quay ra và thấy cô ấy đang chỉ vào chiếc tủ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ bên trong. Mọi người cảm nhận thấy nó không? John hỏi khi mới vừa quay lại từ nhà bếp. Chúng tôi đứng im tại chỗ khi tôi nhận ra rằng ngôi nhà đang trở nên lạnh hơn. Nhiệt độ tiếp tục giảm thấp xuống khiến hàm răng tôi run cầm cập. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên mặc dù chúng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Tôi xoa hai tay vào nhau, cố gắng để làm ấm bản thân. Tôi bắt đầu thấy sàn nhà và những vật dụng trong nhà đang hình thành nên một lớp băng mỏng. Trong vài phút tiếp theo, ngôi nhà trở nên lạnh hơn và lạnh hơn nữa. Đến nỗi tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ chết ở đây mất. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần trở nên chậm hơn khi những ngón tay của tôi đang dần đóng băng. Mắt tôi bắt đầu bị bỏng lạnh và tôi không thể cử động được nữa. Dù sau đó, ngay khi tôi nghĩ là mình đã tiêu đời rồi, thì cơn lạnh biến mất và căn nhà đột nhiên trở về nhiệt độ bình thường. Nó đã kết thúc rồi chứ? Tôi hỏi. Ừ, đã nửa đêm rồi. Ben trả lời. Alma đâu rồi? John hỏi. Tôi cẩn thận tiến đến chỗ chiếc tủ và ngó vào trong. Nó hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ dấu vết gì của Alma cả. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tôi hỏi. Tôi không biết nữa, John trả lời. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, Ben nói. Cô ấy đã chết rồi và chúng ta không thể làm gì về việc đó cả, Mel trả lời một cách cộc lốc. Cô ta bắt đầu đi thu dọn đồ đạc của mình và mở tung tất cả những cánh cửa trong nhà ra, rời đi và đóng sầm cửa lại phía sau lưng. Chúng ta phải nói gì về bố mẹ của cô ấy đây? John hỏi. Tôi cũng không biết nữa, tôi nhún vai. Có lẽ tôi cũng nên đi đây, Ben nói. Tôi có thể thấy rằng anh ta chuẩn bị khóc và tôi tránh ra khỏi đường đi ra khỏi nhà của anh ấy. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang bắt đầu tràn ra khỏi mắt tôi. Tôi xin phép và chạy lên trên tầng, đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại phía sau. Tôi rửa mặt bằng nước lạnh trong khi vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tôi thắc mắc rằng tại sao lần này mọi chuyện lại trở nên khác thường như vậy. Trong khi đang cố để vắt óc suy nghĩ, tôi sởn da gà và nhận ra rằng nhà vệ sinh đột nhiên trở nên lạnh hơn. Tôi quay ra ngoài cửa sổ nhìn khi nghe thấy tiếng nổ động cơ của xe hơi. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn như những nhát búa. Tôi đi đến bên chiếc cửa sổ, vừa đúng lúc thấy chiếc xe của Alma đang lùi ra khỏi bãi đậu xe. Cảm thấy bối rối, tôi thò hẳn đầu ra ngoài và nheo mắt, cố gắng để có thể nhìn ra người tài xế. Và khi chiếc xe đi ra được ngoài đường, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vào chỗ ngồi của người lái xe, nơi mà tôi thấy Alma đã bị lột da, phồng rộp lên và chảy máu, đang lái xe ra con đường lớn, trở về thành phố.